Thưa quý vị và các đồng chí, Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa chủ trì trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ quý tư năm 2022. Đợt này, 40 đồng chí được điều động bổ nhiệm thuộc các đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị, thành phố và cơ quan 4 phòng. Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao quyết định cũng như gửi lời chúc mừng đến các đồng chí được điều động bổ nhiệm chuyển ra, ghi nhận của cấp trên đối với những đóng góp của các đồng chí chỉ huy, quản lý trong tham mưu, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần to lớn trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà. Đồng chí chính ủy tin tưởng với kinh nghiệm và thuận lợi về địa bàn công tác, trong thời gian tới, các đồng chí trên cương vị chức trách mới tiếp tục phát huy và lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.